Ừ ha, hồi lâu giờ Hoshi quên hướng dẫn cho cả nhà làm cái món mà rất là nhiều bạn thích. Đặc biệt là hồi đó Hoshi làm nhà hàng Việt, cái món này luôn luôn bán chạy. Đó là món miếng xào hải sản hoặc là miếng xào cua. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà công thức làm món này. Thơm ngon, bổ dưỡng, gia vị dễ tìm. Ok, mình bắt đầu ha. Bước 1 thì cả nhà sẽ khứa mực ra như trong clip Hoshi hướng dẫn nè. Mình khứa dọc rồi khứa xéo lại, cắt ra miếng sao cho vừa ăn là được. Tôm thì cả nhà sẽ lột vỏ rồi chẻ ra như vậy ha. Chẻ ra xong rồi mình sẽ gấp lại rồi sau đó cho vào luộc. Cả nhà lưu ý là lật tôm lại như thế này luộc cho đẹp, sau đó cho mực vào sau. Mình sẽ luộc nhanh qua nước sôi khoảng 30 giây thôi ha. Sau đó cho ra vật vẫy khô rồi để cho ráo nước. Xong, bước 2 thì các bạn sẽ cắt thái nấm mèo ra thành sợi sợi như vậy nè. Ớt chuông cũng vậy, các bạn cũng sẽ cắt sợi sợi ra như Hoshi hướng dẫn ha. Quá đơn giản, cái món này Hoshi tin chắc rằng là các anh chị em xem xong ai ai cũng làm được. Chỉ cần xem kỹ từng bước Hoshi hướng dẫn là ok. Cà rốt thì cả nhà sẽ cắt lát ra rồi thái sợi ra như vậy ha. Hành tây thì mình chẻ đôi ra, dùng nửa củ thái mỏng. Bông cải thì cả nhà dùng vài ngọn rồi chẻ ra sao cho nhỏ nhỏ thôi, đừng có bự quá. Hành lá thì mình cắt khúc ra như thế này. Rồi ngò rí cũng vậy cả nhà ha. Đó, gần xong bước 2 đó. Còn tỏi thì các bạn đập dập ra băm nhuyễn khoảng 2-3 tép. Còn hành thì các bạn sẽ băm ra khoảng nửa củ. Xong, bước 2 nhiêu đó thôi là xong rồi đó. Bây giờ thì qua bước 3, Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà pha sốt nha. Các bạn sẽ cho vào nửa muỗng đường, 1/4 muỗng bột ngọt và nửa muỗng hạt nêm. Sau đó cho vào 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào rồi khuấy đều lên cho hòa tan hỗn hợp. Ok, để món miếng xào hải sản thêm thơm ngon đậm vị thì mình sẽ cho vào đây 1/2 muỗng dầu mè. Nói chung để làm mấy món xào thì Hoshi hay dùng dầu mè lắm. Món ăn sẽ có hương thơm đặc trưng và hấp dẫn hơn nè. Làm theo công thức này của Hoshi hướng dẫn là đảm bảo chuẩn vị ngon như nhà hàng làm luôn ha. Ok, pha sốt xong rồi thì bây giờ mình sẽ tới bước 4. Các bạn sẽ bắt lên nồi nước sôi rồi cho miếng vào luộc. Mình sẽ cho vào nửa muỗng dầu ăn trước khi luộc. Như vậy thì miếng của mình lát nữa sẽ đỡ dính hơn. Miếng thì cả nhà luộc nhanh thôi, đừng có luộc lâu quá nó nở nha. Luộc xong rồi mình sẽ rửa sơ qua một lớp nước lạnh rồi để ra cho ráo nước. Đó, như vậy thì miếng sẽ ngon hơn ha. À, mà lúc mới cho vào luộc cả nhà nhớ dùng kéo cắt vài đường nha. Sau đó các bạn sẽ cho hành tỏi vào phi lên cho vàng, rồi cho bông cải vào xào sơ lên trước, tiếp tục cho tôm và mực vào xào lên cho thơm và chín tới, rồi cho cà rốt và nấm mèo vào đảo đều lên cùng với lại ớt chuông. Cả nhà nhớ cho nguyên liệu vào theo thứ tự như Hoshi hướng dẫn nha. Bây giờ thì mình sẽ cho hết tất cả sốt đã pha vào, đảo lên cho thấm đều sốt khoảng 1-2 phút rồi mình sẽ cho hết tất cả miếng vào. Sau đó một tay cầm chảo, một tay cầm đũa khuấy lên cho đều sốt, rồi cho hành lá và hành tây vào xào lên một lần luôn. Xào thêm khoảng 1-2 phút các bạn sẽ tắt lửa rồi ngắt chảo xuống cho ra đĩa. Đó, vậy là xong. Bây giờ sẽ tới bước cuối cùng, Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà trang trí sao cho đẹp nha. Cho miếng vào trước, tới rau củ rồi tới hải sản. Cuối cùng mình sẽ cho lên vài cọng ngò kèm với lại chút tiêu xay. Vậy là xong. Quá đơn giản và nhanh gọn. Hồi nãy là Hoshi hướng dẫn cả nhà xào hai đĩa lận. Cái này là Hoshi mới móc ra có một nửa thôi đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng cho cả nhà xem nè. Ngon quá, ngon quá. Rau củ, hải sản và miếng ngấm đều sốt, thơm phất hương dầu mè, ngò và tiêu. Ai muốn ăn mặn hơn thì mình thêm chén nước tương và ớt sắc. Ok, chúc cả nhà thành công nha. Toàn bộ công thức và cách làm Hoshi luôn luôn để ở đây cho cả nhà nha. Đừng quên like, share và đặc biệt là bấm theo dõi trang để ủng hộ Hoshi nha.